Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với nokiasalad.com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay tiếp tục là buổi chiều thứ bảy anh chị. Em lúc trưa mới về được ba cái máy Nokia 6303i. Màu gold với lại màu trắng anh chị. Cái này cái màu trắng nè, nguyên zin, full chức năng hết. Cái này cây màu gold nè anh chị. Với lại một cây 603 màu trắng luôn. Toàn là những màu hiếm anh chị nha. 6303i nè. Cây này 603 nè anh chị, sóng căng đét nè. Cây này chuẩn nhà mạng Vodafone luôn, nguyên zin, full chức năng hết, châu Âu về luôn nha anh chị. 603 nè, cây màu trắng. Màu trắng rất là hiếm anh chị nha, trên thị trường màu bạc với lại màu đen thì nó nhiều chứ còn màu trắng này rất là hiếm. 603 màu gold nó càng hiếm hơn nữa. Màu này màu trắng đã hiếm rồi còn màu gold nó càng hiếm hơn nữa anh chị. Đây chuông. Bên em hiện tại thì đúng một cây màu trắng thôi, còn màu bạc thì hiện tại thì bên em có nhiều nha. Còn cây này 6303i màu gold nữa anh chị, nhìn đẹp ha. À, sao nè, nói chung hàng zin là sẽ có những cái vết xước theo năm tháng không để tránh gỏi nha anh chị. Phía trên là phím nguồn, phím bấm nè, rất là êm. Hàng zin nó phím nó bấm nó êm lắm anh chị, bấm thoải mái, phím nó sáng đều nè. Để em quay cận cảnh cho chị xem ba cây luôn nha. Đó, 6303 cây màu gold nè, một cây màu trắng nè, nó phím nè, màn hình nó rất là nét. Mặt sau bên hông nè, phím nguồn đến đầu, sạc siêu nhỏ phía dưới nè, sao thăng 4 số 0 thăng nè. Đó, cây này cái logo, cái đồng hồ đẹp anh chị, màn hình chờ những cái đồng hồ đẹp. Cái này hàng châu Âu thì nó nguyên bản, nó không tiếng Việt anh chị nha, xài tiếng Anh thôi, nghe gọi cũng dễ xài. Còn cần thì bên em gửi chạy tiếng Việt cho anh chị luôn nếu mà cần nha, còn không cứ để nguyên bản thì dùng thôi. Xong ba nè anh chị, em quay cận cảnh cho chị xem nè. Đó, hiện tại thì bên em ba cây ba màu, về đúng ba cây thôi. Anh chị nào thích cái nào liên hệ em. 603 này anh chị nào mà đã sưu tầm rồi nhưng mà thiếu màu trắng này thì liên hệ em nha. Hiện tại shop đúng một cây màu trắng thôi. Rồi, ok, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Thiếu phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Noga Sành Hành bên em ha. Chúc anh chị có một buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại những clip lần sau nha. Bye bye.